Đỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2016. Thành Luân trân trọng giới thiệu quý vị bức tranh đồng quê bằng gỗ vụ có kích thước 2m37 x 1m17 của khách hàng, đó là chú Du, chú ở Nam Định. Bức tranh này là bức tranh đồng quê dân dã, nó rất chi là ý nghĩa và được làm 100% bằng gỗ vụ liền tấm. Nó rất lớn, bức tranh này rất to, kích thước rất to và rất vĩ đại. Bức tranh này cũng đã được chính chú Du, chú đã về trực tiếp tại cửa hàng của chúng tôi để ký tên nên sản phẩm này rất chi là đặc sắc. Và bức tranh này được Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi đã hoàn thiện xong phần đánh vết ly trần theo yêu cầu của khách hàng, đó là đánh vết ly trần. Chúng tôi đánh vết ly nó rất chi là giá trị, nó sang trọng hôm nay và giá trị cho mai sau. Riêng màn đánh vết ly này thì là nó không hào nhoáng, không bóng bẩy như phun sơn đó, nhưng mà sau này cái độ giá trị của nó rất cao, vì sau này mình muốn đánh lại thì cũng đánh lại nó rất dễ và hoàn thiện bóng lại thì nó rất chi là mới, nó đẹp, đẹp hơn cả lúc mới. Thực sự là riêng đánh vernis cái nước thứ hai nó đẹp hơn cả lúc đầu này. Và hai phần khung này rất đẹp, và ngoài bức tranh đồng quê này ra thì Thành Luân chúng tôi còn rất nhiều các bức tranh đồng quê khác bằng gỗ hương và gỗ vụn. Toàn bộ đường nét được đục chạm thủ công, rất tinh vi và sắc sảo. Bức tranh đồng quê này gợi nhớ về quê hương dữ dội và tuổi thơ. Quê hương là trừ cái ngọt, dù ai đi đâu thì cũng phải nhớ về quê hương. Các cụ cũng có câu nói là dân là gốc. Nhưng mà những ai mà đi xa, đi làm xa quê hương, đến thành phố xa quê để đi làm ăn mà ít về quê hương thì nên treo trong gia đình một bức tranh đồng quê này để nhớ lại về những cái hồi ức và ký ức từ thời quê. Người chôn rau cắt rốn rất có ý nghĩa, mỗi khi chúng ta nhìn vào tấm tranh này chúng ta có thể tưởng nhớ lại cái tuổi thời tuổi thơ ấu. Tranh này là gỗ Thành Luân chúng tôi hoàn thiện theo yêu cầu của chú Du, chú ở Nam Định, thành phố Nam Định. Ngoài bức đồng quê ra, Thành Luân tôi còn rất nhiều các sản phẩm khác. Video quý vị đang xem của chúng tôi quay tại xưởng của gỗ Thành Luân nằm tại làng nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Rất nhiều các sản phẩm đang được trưng bày tại xưởng của gỗ Thành Luân chúng tôi. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn quý khách, xin chào quý khách trong những video clip sau.